Anh ơi, lần này Tiến có mua được 14 Pro Max không ạ? Số này bao tiền đây em? Em không biết, em vừa lấy ở nhà. What? Đừng bảo với anh là nhà cái nhá. Không, em lấy trong két nhà em mà. Lấy trong két? Vâng. Ui, thế này thì làm sao anh dám bán cho em được? Em đùa đấy, em nói cậy két làm sao em dám nói với anh, bố em cho. Nhiều người mơ ước thành đại gia. Anh đếm chỗ này được 20 triệu rưỡi thì mua được 14 Pro Max 256 bên anh luôn đấy. Vâng, thế anh lấy được em. Đây nhá, 14 Pro Max 256 của em đây, em kiểm tra đi. Uầy, đúng rồi, em thích luôn. Em thích màu vàng à? Dạ. Mà em sinh năm bao nhiêu đấy? Em sinh năm 2008 ạ. 2008? Vâng. Ít tuổi thế mà bố cho nhiều tiền này mua máy á? Thì bố em chiều em mà. Bố em chiều á? Vâng. Thế bao giờ bố tiền con rể thì bảo anh nhá. Dạ thôi, em vẫn nhỏ mà anh. Cho xem con máy này nhá. Anh gửi em hóa đơn về phía bảo hành nhá, anh tặng em một voucher 100k này. Đây là bộ sạc nhanh 20W. À, ốp lưng nhá. Mà em muốn tặng sạc nhanh hay là tai nghe? Em muốn sạc nhanh nhưng mà anh tặng ai cả hai cái. Nam Nam. À đây, nhân dịp Trung thu ấy thì bên anh đang có chương trình là tặng bánh Trung thu khi khách hàng qua mua máy, thì anh tặng em một cặp bánh Trung thu nhá. Ăn siêu cuốn luôn. Vị matcha đấy. Đây anh gửi em thứ phụ kiện với cả bánh Trung thu nhá. Anh cảm ơn nhá. Em cảm ơn.